Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông khiến thời tiết Bắc Bộ vào buổi sáng tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, âm u, độ ẩm không khí tăng cao. Hầu hết các nơi đều trên 95%, nhưng mưa nhỏ chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Dự báo tình trạng mây mù này còn kéo dài cả ngày. Đến trưa nay, tình trạng mù vẫn còn tiếp diễn khiến nền nhiệt ở phía Đông Bắc Bộ dao động từ 22 cho đến 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc do trời vẫn có nắng nên mức nhiệt tại đây cao hơn, dao động từ 26 đến 28 độ và có nơi cao trên 28 độ. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội trưa nay trời giảm mây hơn, đôi lúc còn hửng nắng nhẹ. Do vậy, mức nhiệt cao nhất trưa nay dao động từ 24 cho đến 25 độ. Về đêm nhiệt giảm, lại giảm chỉ còn khoảng 18 đến 19 độ. Quý vị lưu ý trời nhiều mây, sương mù duy trì hầu như là cả ngày, khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Lui xuống Trung Bộ, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng có nắng xuất hiện cùng nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trưa nay lên mức từ 27 đến 28 độ, cảm giác mát và dễ chịu cùng nắng nhẹ, mây trắng và không khí thoáng đãng. Về tối và đêm, nhiệt giảm còn từ 23 đến 24 độ, nhưng những cơn mưa có thể xuất hiện rải rác nhưng không quá đáng ngại. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng và khô nóng, nhưng về chiều tối mưa trái mùa có thể xuất hiện vài nơi ở khu vực ven biển, miền Tây Nam Bộ và khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều nay trời nắng, với mức nhiệt tăng lên ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Cảm giác nóng bức xuất hiện vào thời điểm từ 11 đến 15 giờ chiều khi nắng gắt. Lưu ý cùng với nắng mạnh thì độ ẩm không khí cũng giảm rất thấp, có lúc chỉ khoảng 35% nên cảm giác khô nóng càng gia tăng. Vì vậy, quý vị hạn chế các hoạt động ngoài trời, thường xuyên uống bổ sung nước, tăng cường các loại nước trái cây, ngay cả khi không khát để tránh mất nước. Về tối và đêm, nhiệt giảm còn từ 26 đến 27 độ, trời mát. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.